Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn là cách chúng ta nhóm các cái va chạm mà Navisworks phát hiện ra thành một cái nhóm mà có tính chất tương đồng nhau. Mình nói ví dụ trong video trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm được ở đây là rất là nhiều các cái va chạm. Phát hiện ra chúng ta là 45 cái va chạm trong cái mô hình chúng ta mang vào test là giữa hai cái thành phần là đáp và thành phần thứ hai là pipe, là đường ống thông gió và cái đường ống nước. Bây giờ mình giả sử là mình ví dụ như thế này, ví dụ cái class số 35 này là các bạn thấy là có xảy ra va chạm như thế này. Và các cái class đến class 25 chẳng hạn, nó cũng có cái tính chất tương đồng là cũng đều như là mang tính chất là hai cái đường ống thông gió và đường ống nước va chạm với nhau cùng kiểu giống như thế này. Thì mình nếu như các bạn muốn nhóm lại, mình muốn nhóm lại thành một cái nhóm để mình gán cho một người nào đấy chịu trách nhiệm về cái việc này, là chỉ việc di chuyển cái thằng này lên một độ cao nào đấy hoặc dịch chuyển nó đi sang phải sang trái một độ cao nào đấy thì có thể tránh được va chạm. Nghĩa là bạn thấy cái tính chất va chạm này nó có tính chất giống nhau thì mình có thể nhóm lại thành một cái nhóm. Ok, mình giả sử là từ 25 cho đến 35 là có tính chất giống nhau. Bây giờ mình sẽ giữ phím Shift, mình chọn tất cả những cái thằng này lại. Sau đó thì các bạn nhìn lên trên này thì chúng ta có một cái nút gọi là nút New Group, mình kích vào đây thì các bạn thấy là nó sẽ tạo cho chúng ta, ông một mình xin lỗi, Ctrl Z lại chọn 25 đến 35. Thì ở đây các bạn có một lựa chọn, cái này là tạo một cái group mới thôi, nó không gán những cái mình chọn vào. Các bạn phải chọn cái thằng bên cạnh này là nó sẽ nhóm những cái thằng mình đã chọn này vào một group, còn thằng này là sẽ tạo một group hoàn toàn mới. Bạn kích vào đây đấy thì nó sẽ nhóm tất cả những cái thằng mà các bạn chọn vào trong một group mới. Rồi bạn chọn thằng này, bạn kích chuột phải, sau đó chúng ta sẽ đổi tên nó đi, đổi tên nó ví dụ như là mobile đấy, mình đặt tên cái group nó như thế. Sau khi bạn đặt tên ý, thì các bạn thấy là tất cả cái thằng này được nhóm vào một cái group rất là gọn gàng như này. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể gán cái trách nhiệm cho người mà xử lý cái việc này vào đây. Bạn chọn group này, sau bạn kích vào nút assign để chúng ta gán. Đấy. Ví dụ như là person về phần MVP là ai đấy chẳng hạn. Rồi các bạn ok. Đấy thì cái người này đã được gán. Mình kéo sang bên này mình xem. Đấy, các bạn thấy là mục assign to. Đây, assign to đã được gán cho người mang tên là person MVP. Người ta có trách nhiệm sửa cái này. Đấy. Ok, rất là đơn giản như thế thôi. Và sau khi người ta sửa xong rồi thì bạn có thể gán cái thuộc tính cho nó. Đây, mình có cái new, review, approve, resolve là tất cả những cái mình đã nói trong video trước. Ok. Đấy là cách chúng ta nhóm tất cả các cái va chạm vào thành một mà chúng ta cảm thấy nó có tính chất tương đồng vào một trong cái group để chúng ta quản lý cho nó gọn gàng và dễ dàng hơn. Các bạn có thể tạo một cái group mới, các bạn kích vào đây. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một group mới. Xong các cái class khác thì các bạn chỉ cần cầm kéo thả vào cái group mới này. Đây, thì nó cũng tương tự như thế, nhưng nếu các bạn chọn trước ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Đấy. Ok. Đấy, các bạn chỉ cần kéo thả thôi. Đấy, các bạn chỉ việc kéo thả thôi. Nhưng mà mình chọn được trước thì mình kích vào cái nút tạo group từ những cái mình đã chọn thì sẽ dễ dàng hơn. Cầm mình kéo thả nãy giờ mà mãi nó mới vào được. Ok, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.